công của một công trình cửa được đánh giá dựa trên chất lượng của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hiệu suất về kinh tế. Cửa phải bền bỉ, ổn định và mang lại giá trị kinh tế lâu dài. Và thành công nhất của Dương Thành Đức đó chính là chinh phục được cái gật đầu của chủ đầu tư Thông Thái. Hãy xem hết video này, Dương Thành Đức sẽ kể cho bạn nghe hành trình chinh phục giải pháp cửa tại nhà máy KMC khu công nghiệp Amata Biên Hòa, Đồng Nai. Tiếp nối sự thành công của dự án khu công nghiệp Tân Hội và nhà máy sản xuất BGF, chúng tôi tự tin hoàn thành công trình với hiệu suất cao nhất. Dự án xây dựng nhà máy KMC giai đoạn 3 gồm 3 công trình chính, nhà xưởng 1, nhà xưởng 2 và nhà ăn, nhà nghỉ cho chuyên gia, cùng với các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Việc nâng cấp hệ cửa ở xưởng 1 và sau đó là làm mới hoàn toàn ở xưởng 2 mà vẫn phải hoàn thành đúng tiến độ. Giải pháp cửa phải thật an toàn và chất lượng, đi kèm theo đó là tuổi thọ của cửa và dịch vụ bảo dưỡng hậu mãi về sau để nâng tầm giá trị của dự án. Cửa phải bền bỉ, có giá trị đầu tư lâu dài, màu sắc phải hài hòa với xưởng và công ty. Từ những thông tin trên và những mong muốn của chủ đầu tư, đội ngũ Dương Thành Đức đã ngồi lại và thảo luận đưa ra các phương pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bảo trì thay lăn mới hoàn toàn cho xưởng 1 và cấp mới hoàn toàn cho xưởng 2 với tổng 30 bộ cửa cuốn công nghiệp và hơn 1.000m2 cửa nhôm. Cửa cuốn công nghiệp từ lâu đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp nhờ vào chất lượng vượt trội, độ bền bỉ cao và giá cả hợp lý, thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Về phần cửa nhôm cho nhà xưởng, nhà ăn và khu nghỉ ngơi cho các chuyên gia, Nhôm Sinfa là thương hiệu nhôm hàng đầu về kết cấu nhôm lắp ghép trong lĩnh vực xây dựng. Nhôm Sinfa đã xuất hiện trên thị trường từ những năm 80 đến nay đã có mặt trên 30 quốc gia trên toàn cầu. Điều quan trọng là trải nghiệm của khách hàng phải thật là tốt, luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng có mặt tại công trình để giải quyết các thắc mắc từ chủ đầu tư. Đội ngũ lắp ráp chuyên nghiệp, tỉ mỉ đến từng con vít, được đào tạo bài bản tại Dương Thành Đức, luôn luôn linh động và đưa ra các giải pháp phù hợp để đáp ứng tiến độ và chất lượng của dịch vụ. Sau hơn một tháng, dự án đã được hoàn thành đúng tiến độ. Với Dương Thành Đức, mỗi dự án, mỗi công trình chính là niềm tự hào và là một cột mốc mới trên chặng đường chinh phục giải pháp về cửa. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án nhà phố, dự án xây dựng, Dương Thành Đức tự hào là đơn vị cung cấp và thi công các giải pháp cửa uy tín tại Đồng Nai. Hãy nhắn tin trực tiếp tới fanpage hoặc liên hệ qua hotline 0986 770081 để được tư vấn và hỗ trợ cho dự án của bạn. Ở đâu cần giải pháp cửa, ở đó có Dương Thành Đức. Dương Thành Đức, vững cửa nhà, an sự nghiệp.